Hai, xin chào bạn đến với channel tới. Ok, và đây là con Việt hóa, con Muovin. Và nó cũng có tên là Vua BK. Không biết là thím nào làm lại con game này thôi. Nói chung nó là bản Việt hóa. Nó thuộc phiên bản Muovin nha anh em. Thấy quảng cáo gầm gầm nên Tử cũng review cho anh em xem luôn. Con này thì pin thì khá ăn mượt. Rất là xanh. Xanh như đội bán chanh luôn. Dân cư ở đây cũng khá là đông đúc luôn. Rất là nhiều anh em Việt Nam. Vì đây là bản Việt hóa mà. Méo có thằng khựa nào mon men đây cả. Toàn là người Việt chúng ta thôi. Thành rất là đông. Với đó là mấy bản Việt hóa mà lậu kiểu này anh em chơi khá là đông. Đông còn hơn cả mua win nữa. Nói một server thôi. Chứ thật ra không bằng mua win được. Được rồi, vào cho anh em xem hãng đây nha. Con này thuộc dạng vào cày cuốc rồi. Anh em phải bỏ khá nhiều thời gian ra để cày cuốc. Hơi bị chua chát đấy. Và nếu mà chịu chơi có thể sẽ bị hút máu. Đơn giản chỉ thế thôi. Được rồi, con này mới vào thì nó cho được 100 triệu kim cương không khóa. Ý lộn, kim cương khóa chứ. Còn kim cương không khóa anh em phải đánh được con boss thế giới mới có được. Còn nếu không là chỉ có nạp thôi. Vì vậy mà vấn đề hút máu là có xảy ra tại đây nhé anh em. Nhiệm vụ của Tử chỉ review cho anh em xem thôi. Còn nếu anh em thấy thích hợp thì cứ tải về mà chơi. Còn nếu không thấy không thích hợp thì thôi nha. Tại vì một số anh em cũng thích cày cuốc lắm. Còn một số anh em thích hàng phi thôi. Bởi vậy Tử sẽ review hết. Nói chung con nào cũng review. Để anh em chọn lựa ra con thích hợp nhất mà chơi. Mới vào nó cho được cái set này đây. Set đầu năm thôi. Khá là cơ bắp. Như là con bé gấu trúc. Cánh thì ở đây chúng ta nâng lên được tới 20 luôn. Con này có 5 lát nha anh em, 5 nhân vật. Nó vẫn như bình thường. Nói chung là cũng không có gì hot cho lắm. Được cái là pin nó mướt. Với lại toàn là anh em Việt Nam chơi thôi. Có gì bên em nói chuyện cũng dễ. Được rồi, đây là con Ogin nha anh em. Con Ogin lậu. Pin khá mượt. Cày cốt. Và có vấn đề hút máu ở đây nha. Được rồi, nếu anh em thích con này thì cứ tải về mà chơi. Còn nếu không thích thì thôi, Tử không ép nha. Được rồi, Tử sẽ kết thúc video tại đây. Nếu anh em thấy vui để lại comment bên dưới. Còn nếu ủng hộ Tử hãy để lại một subscribe nha. Xin chào anh em.